sau, đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mong mơ của em trong tôi. Tình nam chủ hôn và nữ chủ hôn đã chọn được ngày giờ làm ngày tốt để định ngày hôn lễ cho hai cháu. Cánh ngân và Vĩnh Nghi sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ sáng ngày 29/6 năm Quý Mão, tức là ngày sáng ngày mai. Các cùng mẹ con bà chúng ta, trước khi cô dâu bước lên xe hoa về nhà chồng thì chúng ta làm lễ gọi là lễ xuất gia để tỏ lòng biết ơn quý ông bà cô bác cùng với tất cả các anh chị em bạn bè thân thuộc đã kính chúc thời gian tới đây để dự lễ. Giật bên đây nó mới quay, giật bên kia lại, giật cái nữa mà. Chị tiền xin mời gia chủ đến bàn thầy tổ quyền để chúng ta thắp hương làm lễ. Thank you.
này đâu uống nữa, đâu uống nữa được. Được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên,
chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cũng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đã. Thank you.
chủ hôn buổi lễ hôm nay. Chúng ta hân hoan chào đón bác cùng những các quý vị dự buổi lễ hôm nay. Vậy giờ này có nhờ làm lễ gia tiên. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời quý cô bác anh chị thân đồng nội ngoại cũng như các quý vị dự buổi lễ hôm nay bước vào trong để cho các gia đình chúng tôi được làm lễ gia tiên. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời.
sức khỏe dồi dào làm ăn thành đạt. Công đức sinh thành
chiều không say mấy ai thèm uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba vô thật đều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba vô thật đều. Còn gì hơn ta nữa mình cùng cạn ly. Say đừng về, không say là không về, uống mà không say là đừng về. Một đời ai chẳng say, bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân uống cho cạn nhé. Vui tròn đêm nay, hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Hãy cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba vô thật đều. Đừng về không xa lắm còn sợ gì mà không. Say mấy ai thèm uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba vô thật đều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba vô thật đều. Còn gì hơn ta nữa mình cùng can ly bạn ơi. Không say không về, nhất định không say đừng về. Không say là không về, uống mà không say là đừng về. Một đời ai chẳng say, bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân uống cho cạn nhé. Vui tròn đêm nay. Hãy
bên nữ chú hôn. Họ nhà trai chúng tôi y kỳ kiết nhật đến trình cái lễ nhập gia. Họ cầm cái lễ. À, cảm ơn. Rồi em đi phải làm sao? Chuyện mình châu cao, anh tính thì kính quan quyên hai họ cùng quý vị khách quý về dự buổi lễ thành hôn hôm nay, chúng tôi được phép thay lời ông bà nam chủ hôn và gia tộc họ nhà trai. Hết đó là trình lễ như sau. Hôm nay được cái ngày lành tháng tốt mà hai gia đình chọn để tiến hành lễ cưới cho hai con. Vậy họ nhà trai chúng tôi có mang sinh lễ đến trình cái lễ cưới. Sinh lễ chúng tôi gồm có một cặp rượu lễ và 8 mâm phẩm vật để dâng lên cúng cửu quyền, và trong đó có 4 triệu tiền Việt Nam đồng để thông dụng vào buổi lễ hôm nay. Phát thiệt tha có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà, nhìn nè nhìn nè bên cái sông đám cưới thiệt to, đâu pháo du quy hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình ai gửi trao nhau, em thấy nôn nao anh ơi anh tính thế nào về làm dâu miền Tây. Và kính trình quan viên hai họ, kính quý gia tộc bên nữ chú hôn. À, giờ đây chúng tôi được chú rể làm lễ, ông bà còn sanh tiền. À, nói chung là ông bà cô bác đã dính dút vào thời giờ quý báo đến đây để chúc mừng cho cô dâu chú rể đi vô cùng hai gia đình. Vậy để thể hiện tấm lòng biết ơn, xin mời quý cô bác mình dùng chân rượu để chú rể làm lễ ông bà còn sanh tiền. Quý hai họ, giờ này chúng tôi xin được trình cái lễ rước dâu, cô dâu ra dự kiến quý hai họ để chúng tôi trình lễ rước dâu. Dân tộc Việt Nam mình thì có cái đó, mà mình thì hậu sai, mà hậu sanh đi theo cái đường con đường của người ông bà để lại, thì quyết định của bên họ nhà gái như thế nào để chúng tôi thủ lễ. Ấy anh thì hạ chỗ chế tôi hả? Có tôi nói ngại cho anh vui. Chứ tôi thì không phải hỏi ý kiến anh. Cái này quyết định. Quyết định không do chú quá. Không rồi. Tôi thấy hai vô gia hợp đồng nhau càng quý thôi.
rồi để đi. Để là không biết cậu. Thầy anh với tôi dễ lắm. Dạ đồng ý, nhưng mà phải hỏi cái xô chứ. Hôm như đám hỏi thì chú Ba chế mà không chịu. Ông phát tài, ông phản đối, ông không được. Đủ lễ chưa? Đủ lễ rồi. Thôi con, hai con xá. Thì thời giờ nó cũng có hạn, cũng còn ngắn quá. Cho nên tôi cũng xin phép cắt ngang mấy ngày thằng này để kết thúc. Nhất trai lành, ra riêng anh cưới nàng. Họ hàng hai bên chúc phúc cho ta râm ràng. Chặt cha đánh đa đành nhất gái quê. Em quê các con nhà hiền tục đông trăng mực mà thước tha thiệt tha. Đèn dắt tay em cho em đi về làm dâu. Một lòng bên nhau sống bên em dài lâu. Xin được phép trình lễ cưới dâu và thỉnh họ về họ nhà trai chúng tôi để kết tình thân giao giữa quan quyền hai họ. Thì kính thỉnh quý nữ chú hôn. Tôi cũng xin tình lễ kiếu luôn.
bà cô bác thân tộc bên nội bên ngoại hoặc với hai họ đầy đủ, chúng ta nhấn có thời giờ quý báu của quý ông bà đến đây để chúc mừng cho con dâu và chú trẻ cho nó tốt vui vui cùng hai gia đình năm tứ hôn và nữ tứ hôn. Vậy đây là những nghĩa cử cao đẹp của mà quý vị đã dành cho. Vậy chúng tôi xin để thể hiện lòng biết ơn mọi cô dâu chú rể trong vụ để mời quý ông lớn ngoài ngoài chứ ai riêng mày lớn. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng má anh lâu dài, nhất bái thiên đình nhị bái cao đường phù hề giao mãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng bồng ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xa ra ngoài hồ ca bên cùng ta, được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng anh lâu dài, nhất bái thiên đình nhị bái cao đường tôi cũng không có gì hơn, có đôi lời phát biểu như sau. Chúng tôi nhận thấy quý gia tộc bên nữ tứ hôn đã tạo điều kiện dành cho chúng tôi mọi sự dễ dàng để chúng tôi tiến hành những buổi lễ đính hôn, và hôm nay buổi lễ thành hôn được hoàn thành tốt đẹp. Giờ này thì chúng tôi kính chúc quan viên hai họ, quý vị khách quý, cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc, sẽ dồi dào làm ăn thành đạt, mọi lãnh vực. Rồi xin được xin chân thành cảm ơn quan viên hai họ và xin được cảm ơn. Năm nay ta cưới nhau nha, xin ba má cho ta về một nhà, trời cao che duyên cho mình rồi em mới. Hoa muôn sắc xinh tươi, đám cưới đôi mình linh đình, ông tơ bà nguyệt đã kết duyên. Xuân sang hoa lá đâm bông nở, rồi em có biết không? Trên kia cánh én tung bay nổ. Xin lỗi chào đón quan viên hay họ cùng toàn thể quý vị và khách quý kính mến. Và lời nói đầu tiên thì cho phép nhiều thương xin được mặt phép thay mặt cho chủ hôn hai bên gia đình cũng như tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng và điện tử Sơn cùng đồng hành dịch vụ trang trí Hoa Minh và Hoa Thị Kiều. Xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhé. Kính thưa quý vị thân mến, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng gắn bó mà tạo hóa đã luôn ban tặng cho con người của chúng ta, say trong từng lời nói, say trong từng hơi thở, say trong từng nhịp đập của con tim. Hôn nhân chính là lời hứa không dứt trong tình yêu. Tình yêu là một đề tài rất sâu lắng, lãng mạn và ngọt ngào, nhưng chưa ai có thể định nghĩa hết được. Vì tình yêu có muôn màu, muôn vẻ, nhưng khi yêu nhau thì đôi tình yêu luôn tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc, bến đỗ của tình yêu. Và ngày kính thưa quý vị thân mến, và sau một thời gian quen biết và tìm hiểu với nhau, thì hôm nay vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 6 năm Quý Mão, thì được sự thống nhất giữa hai bên gia đình, thì chú rể Tấn Nghi và cô dâu Khánh Ngân đã chính thức thành vợ thành chồng. Và ngay giờ phút long trọng ở đây, xin quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía Cộng Hòa và dành cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào đôi người đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Đó là chú rể Trương Tấn Nghi sẽ đi cùng cô dâu Mai Đặng Khánh Ngân. Bàn tay nắm lấy bàn tay, cùng nhau đi đến lâu đài tình yêu. Quý vị có thấy được gương mặt gặp người và nụ cười hạnh phúc của đời uyên ương đang tay trong tay cùng đi đến lễ đài tình yêu. Trước mắt quý vị là một đôi uyên ương, một đôi trai tài gái sắc, một đôi mẫu tư bà Nguyệt đã xe sợi chị Hồng. Yêu thương, hai chữ yêu thương, tình thương cha mẹ vẫn vương
lớn nhớ ơn mẹ thầy. Và ngay giờ phút long trọng ở đây để hướng về cội nguồn, chúng tôi xin trân trọng kính mời về phía đại diện chủ hộ họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời ông Trương Tấn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Ngọc Châu làm vinh dự cho chủ hộ họ nhà trai thân yêu. Một tràng pháo tay thật lớn thay tiếng pháo chúc mừng. Về phía đại diện chủ hộ họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Mai Tấn Trọng và bà Đặng Thị Bé Ngoan. Một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, hiện diện trên sân khấu là những nhân vật chính quan trọng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Một lần nữa cho phép MC Diệu Thu xin được mở vé thay mặt cho chủ hộ hai bên gia đình, chủ hộ họ nhà trai ông Trương Tấn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, cùng nữa đại diện chủ hộ họ nhà gái ông Mai Tấn Trọng và bà Đặng Thị Bé Ngoan, và cũng xin được phép đỡ lời cho chú rể Tấn Duy và cô dâu Khánh Ngân. Xin được đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, phát tài. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi lời phát biểu từ phía người cha kính yêu của chú rể là ông Trương Tấn Nghĩa. Xin trân trọng kính mời ông. Dạ, kính thưa quý ông bà, cô bác, quý vị quan khách, quan viên hai họ cùng thân bằng bạn hữu kính mến. Hôm nay tại tư gia Trương Tấn Nghĩa có tổ chức lễ thành hôn cho con là Trương Tấn Duy, Úc Nam Khánh Viên cùng Mai Đặng Khánh Ngân dưỡng nữ. Tôi đại diện gia đình xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô bác, quý vị quan khách, quan viên hai họ cùng thân bằng bạn hữu đã nhân chút thời giờ quý báu đến dự buổi lễ thành hôn hôm nay. Trong buổi lễ thành hôn này không khỏi tránh điều sai sót, vậy xin quý ông bà cô bác, quý vị quan khách, quan viên hai họ cùng thân bằng bạn hữu niệm tình thông cảm bỏ qua cho. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhà hàng tiệc cưới Hoa Đỏ, âm thanh ánh sáng Hoàng Sơn, gặp cưới Hoa Minh đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi lễ. Trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn đôi lời phát biểu rất là ý nghĩa, chân thành và sâu lắng từ phía người cha kính yêu của chú rể rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, cha là chân lý rạng người, mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh, con là lẽ sống niềm tin, là niềm hạnh phúc gia đình ấm êm. Và một nghi thức không thể thiếu trong ngày lễ trọng đại ngày hôm nay là nghi thức dâng rượu báo hiếu cho các đấng sinh thành, tỏ lòng biết ơn người cha người mẹ kính yêu đã cho cô dâu và chú rể của chúng ta được đi ngày hôm nay. Con xin mời cha, con xin mời mẹ hãy nhận cho con ly rượu hiếu được thọ ngày hôm nay. Con xin cầu chúc cho cha mẹ được nhiều sức khỏe và sống an vui. Cô dâu ơi, hãy tặng cho mẹ chồng kính yêu của mình một nụ hôn ở trên má được không? Cô dâu hôn mẹ cái đi nè. Dễ thương quá. Mẹ hôn cô dâu lại đi. Kính thưa quý vị ơi, cạnh bên cô dâu còn một người mẹ 9 tháng 10 ngày cưu mang và cho cô dâu chúng ta được cái ngày hôm nay nữa. Đó thì chưa, nói tới là nhõng nhẽo rồi, khó rồi. Rồi cô dâu hôn mẹ cái nè. Rồi mẹ ơi, mẹ hôn cô dâu lại đi. Trời, cô dâu ơi, còn người cha kính yêu của cô dâu nữa kìa, ôm cha đấy đi. Kính thưa quý vị ơi, ôm cha nặng lòng ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang. Niềm hạnh phúc của người cha, người mẹ không gì mà có thể là so sánh hay diễn tả được khi mà nuôi con từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành. Chỉ mong cho con mình tìm được một bến bờ hạnh phúc. Vì vậy cô dâu và chú rể ơi, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng hứa với người cha người mẹ kính yêu phải cố gắng sống làm sao để đáp lại tấm chân tình cao cả của người cha người mẹ kính yêu nha. Kính thưa quý vị ơi, và cho phép MC xin được tạm khép lại phần 1 chương trình nghi thức buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời hai ông sư cùng tiến lên một bước đến cửa để bắt tay nhau nè, ôm chặt nhau một cái nha. Rồi xin mời ông sư một lần nữa xin chúc mừng. Một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng.
quá trời luôn trong chiếc áo dài màu đỏ ấy, quý vị. Rồi một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều. Tình yêu như viên ngọc sánh, tình yêu nghe bằng tình ta hòa quyện một nốt nhạc. Tình yêu bắt đầu khi đã tới cùng chung một nhịp đập của con tim. Của Tấn Duy và Cảnh Ngân sẽ yêu thương nhau đến trọn đời.
ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh. Rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Vui quá xa bạc con ơi, nhà trai thì hăng hái
mình gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xuân dày cho ngất ngay trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi mằng xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu giới đại hiền xứng quá chị xuôi ơi. Ngày nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xa là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức lo ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chín nghiêng phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật ngoan à. Một bé trai thật ngoan.